经到了。拜拜。不到啊，我肯定是没上，肯定是。Mấy kiếm con này, mấy kiếm em bảo phải không? Bảo đi chơi lát không? Đích. Ôi, có điện rồi, sướng lên, đây em phải chạm vào túi đấy nhá. Đây có điện rồi nhá, đây giờ sáng rồi đây. Ôi. Mua cả lưới thế này, xin được ít cái điện cũ về kéo điện luôn. Thay tí em lấy lưới này vây cái vườn này luôn. Vâng. Tí mà đi lấy cây. Anh đi xin nhà ông dưới kia kéo điện á. Xin vâng. Em ông cho kéo. Anh cứ đi làm đi. Mẹ bảo ơi, dạ. Ông ấy cho rồi, ông bảo cứ kéo đi. Vâng. Anh ở nhà chắc, anh nối cái dây điện cũ này em đi lấy cây. Vâng. Anh nối xong, anh vừa nối vừa ở nhà trông bảo đi. Vâng. Con ở nhà với bố nhé, bố trông em nhé. Ông bố trông em bé nhé. Trông em bé nhé. Ôi chơi với em bảo một tí nhá. Ôi dồi ôi, nằm nhiều chán rồi phải không? Ôi chán. Ôi dồi ôi. Ôi dồi nào, ướn phát người nào. Em ở nhà ngoan nhá, để bố nối dây điện nhá. Không thì tối om đây này. Ngoan ngoan nhá, nhớ chưa? Nhớ chưa? À, cú ký, cú ký, cú ký, cú ký, cú ký, cú ký. Cú ký, cú ký, cú ký, cú ký. Cú ký, cú ký. Ủa, buồn quá, buồn quá. Buồn quá, buồn quá. Cô ký nét bố này. Yeah, 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 buồn quá, buồn quá. Em khắc tự cô ký em đi. Cô ký, cô ký, cô ký. Ký, cô ký. Thôi em ở đây nhé, em nằm ở đây nhé. Bố nối dây điện nhé. Xong rồi tối nay lại tối om đây này. Tối nối điện để kéo điện sáng sáng một tí nhé. Mà hữu viên lưu nà. Cháy ai ơi, hắn thức không tấu là.
em ơi, bé ơi, em phải cười cái gì đấy? Cười bố á, em phải cười bố á. Em phải ngoan ngoan nhá, bố làm việc nhá. Em ơi, em bé ơi, em bé đây, em bé nhìn gì đấy? Em bé ơi, em bé ngoan ngoan cho bố làm việc nhá. Em nói gì đấy? Em phải học nói đi chứ. Bố nói điện sáng sáng cho em nhé. Không buổi tối ngủ em sợ à? Ngủ đây à? Tên tên. Gia Bảo ơi, bác về thăm con đây này, bác về chơi với con đây này. Tên nào à? Tên nào nè? Tên nào? Cái cô này. Vâng nghe mà, thế bà ăn đồng hồ cả. Cơm hứng. Thả màu tôi nào. Dạ, cái gì hả? Có lại cho cả buổi chưa? Thôi nói cái này con ạ. Ha. Em bác nói chuyện với con á. Chứ phải bảo mà ngồi con chơi bảo mà. Rồi cái bảo mà đi. Không khóc nữa. Không khóc đâu mà nhè, cháu không khóc đâu nhè. Cháu dạo này cháu ngoan rồi. Chứ không kiện cỏi này chỗ mà làm tài nè. Nên làm cũng cho cũng cho hết làm cho tôi cũng đồng phú cũng ổ nên như là bà kìa dạ mở lại hấp con ơi bác chơi với con à bảo ơi ra bảo ơi mình cứ đưa xem bé này bé mình cứ mặn quá con xem gì đấy con nói chuyện với bác được à bác lại chiêu đi bác lại chiêu em đi con cười với bác á bác kêu con á bác kêu con á bác kêu em bé à đã nó cũng mà thì là mình nên mà phun em bia mà trả nốt mình hoa nhẹ án hoa nhẹ án này mày tuần này tao tới bia bạo hoa nhà hắn cái hôm lý mất hồi ăn con nói chuyện với bác á bác kêu con à bác kêu em bảo phải không em bảo thích chơi với bác không kêu em á bác vỗ tay với em thế nào bác phập phừng phập phừng với con à em bảo ơi rồi ta dẻo đó à ta bác đi về rồi á hôm nào bác lại về chơi với con nhá
bố chỉnh cho em cẩn thận rồi bố đi nối điện nhá. Em nằm ở đây chơi nhá. Sướng à, ướn người à. Yeah, em nằm ở đây chơi nhá. Bảo con em phụ cái gì không? Không, mẹ bảo cứ đi vay vườn đi. Hay thủ làm cho xong đi. Vâng, thôi em đi làm vườn. Trời ơi, bảo em nằm ở nhà chơi nha. Bố mẹ đi làm việc nha. Không, mày bảo đứng dưới này để anh dựng thế này, đứng trên này cái gốc ấy.
Đấy, chân đạp đạp. Em lâu chán ông mẹ đến một tí nhá.
cười om om không nhìn thấy gì, mẹ còn không nhìn thấy bọn cái. Bố nối xong bóng điện rồi. Bảo với mẹ ở nhà nhé, bố đi ngắt cầu dao bố đấu điện nhé. Để tối nay có điện nhé. Có mà anh tìm Lý Văn P có mà đây được rồi anh, em đi về nối tí nhé. Thêm một cái cho em lại nằm ở đây chơi nhé. Mẹ đi làm việc tiếp nhé. Ôi nhớ ơi, mẹ đi làm việc tiếp nha. Bạn nằm ở nhà đợi mẹ một tí nha. Xong rồi, có điện rồi đấy. À đây đây mẹ bế rồi. Mẹ em rồi. Ơi bố nối xong điện rồi đấy, có xem điện bố rồi đấy. Xem bố có điện chưa? Xem bóng sáng chưa? Nào bố cắm điện xem nhá. À, có điện rồi. Điện sáng rồi. Ê, tối nay em không phải sợ bóng tối nữa nhá. Tối nay có điện rồi nhá. Đây điện sáng lắm rồi đây. Bây giờ không phải tối om như mấy hôm trước nữa rồi.